Xin chào mừng quý vị và các anh em đã quay trở lại với kênh Điện tử Đám Hoa. Vào buổi tối ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu đến quý vị và các anh em trung tâm Điện tử Đám Hoa nhập được một lô mic Panamax gồm có 20 cặp. Và đây là một dòng mic thương hiệu Hàn Quốc được sản xuất tại Việt Nam. Đó là những dòng mic Panamax Pro 8000. Thì tôi làm một video để giới thiệu đến quý vị và các anh em. Vâng, trung tâm có nhập về được 20 cặp để phục vụ quý vị và các anh em vào những dịp Tết Nguyên Đán 2019 sắp tới. Vâng, thì các quý vị và các anh em đang sử dụng những cặp mic UGX8, UGX9, UGX10 với những dòng mic Sennheiser. Đây là những dòng mic thay pin. Và thay pin thì đây là dòng mic Panamax, chúng ta không phải thay pin. Đây là một dòng mic được sử dụng pin nạp. Đây là một lô mic trung tâm Điện tử Đám Hoa nhập về 20 cặp. Và đây là dòng mic được sản xuất tại Việt Nam. Có đầy đủ tên sản phẩm, mã số sản phẩm, nhà sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn Panamax, trụ sở chính 53 Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Và nhà máy sản xuất phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại 0919001505. Thời hạn bảo hành và có rất đầy đủ những thông số và những địa chỉ. Và đây là một dòng mic được sản xuất tại Việt Nam. Như thế này mới gọi là sản xuất tại Việt Nam, quý vị và các anh em nhé. Khi chúng ta mua bất cứ một sản phẩm gì mà được sản xuất trong nước thì phải có đầy đủ tem dán trên ngoài hộp và có ghi đầy đủ ở nơi sản xuất, nơi xuất xứ, số điện thoại ở đâu thì đó mới là hàng chính hãng của Việt Nam sản xuất. Thì tôi sẽ bọc một cặp ra giới thiệu đến quý vị và các anh em. Ở đây là đập hộp một cặp mic Panamax Pro 8000. Đây là sách hướng dẫn sử dụng. Hát karaoke với dòng mic Panamax rất là nhẹ nhàng. Dòng mic này nó rất bắt. Hát karaoke rất là thích nha quý vị và các anh em nhé. Số điện thoại của công ty chăm sóc khách hàng, mà chăm sóc khách công số điện thoại chăm sóc khách hàng là 1900 1505. Chúng ta có thắc mắc gì quý vị và các anh em hãy liên hệ với số điện thoại như trên. Và đây là UHF Panamax Pro 8000. Đây là bên trong. Bên trong. Đây là điện này. Đây là nguồn này. Đây là nguồn nạp. Và tiện đây tôi cũng hướng dẫn quý vị và các anh em sử dụng một cặp mic Panamax. Và đây là một khay lạp pin và Panamax tem niêm phong. Điện trở là 5V.
trở 5V. Và khi các bác sử dụng thì chúng ta hãy cho chống lăn. À, chúng ta mới lắp chống lăn nhé. Đây là pin nạp. À, cặp pin này chúng ta sử dụng khoảng 4-5 năm. À, rất là bền. Mà khi chúng ta hát xong, chúng ta đặt lên mic lên khay lạc. Và pin đã lạc. Khi nào pin đầy, đèn xanh sẽ lẩy lên và đèn đỏ mất đi. Và lần này trung tâm chỉ về được có 20 cặp. Quý vị và các anh em có nhu cầu một cặp mic Palmax Pro 8000. Pin rất là bền. Quý vị và các em khi lạp đầy chúng ta có thể ca hát khoảng 6-7 tiếng. Pin bắt đầu lạp nhé quý vị và anh em nhé. Và đây là 2 chiếc anten. Và đây là dây nguồn. Dây nguồn các bác cắm vào điện 220 vào đầu thu của mic. Các bác cắm vào đầu thu của mic. Bây giờ là mic đã hoạt động. Và với một cặp mic Panamax Pro 8000 thương hiệu của Hàn Quốc, sản xuất tại Việt Nam, có giá là 2.800.000, đã bao ship toàn quốc cho quý vị và các anh em. Vâng, hát karaoke với một bộ mic Panamax Pro 8000 rất là nhẹ. Quý vị hát ca hát rất là nhẹ luôn. Và tần số sóng rất là khỏe, có thể bắt được khoảng cách 100m, rất là xa. Và đây là volume tăng mic. Và đây là nút nguồn. Và trung tâm về được có 20 cặp. Và 20 cặp mic Palmax Pro 8000. Quý vị và các anh em có nhu cầu với một cặp mic Palmax Pro 8000, giá là 2.800.000, đã bao ship toàn quốc và cực kỳ chất lượng. Chúng ta hát karaoke mic rất là bắt, và mic hát karaoke mic này rất là bắt nha quý vị và các anh em nhé. Đây là một đôi pin theo mic. Đôi pin này quý vị và các anh em dùng có thể được 4-5 năm, và pin này hát rất là bền. Pin rất là bền luôn. Một cặp mic Panamax chúng ta bỏ ra 2.800.000. Và chúng ta dùng rất là bền pin. Tiếng của dòng này, tiếng của dòng mic Panamax nghe rất là mềm. Và thì trung tâm về có 20 cặp. Thông báo đến quý vị và các anh em. Các em có nhu cầu một cặp mic Panamax, xin hãy liên hệ cho điện tử Đám Hoa theo hai số máy 0918 249 265 và 0974 637 646
điện tử Tắm Hoa giao hàng toàn quốc. Địa chỉ điện tử Tắm Hoa Thị Tứ, Lê Lợi, Chí Linh, Hải Dương. Và đến đây xin chào tạm biệt quý vị và các anh em tại đây. Xin chào và xin hẹn gặp lại.